Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở vườn sầu riêng Phương Trang nha các bạn. Đó, các bạn nhìn xem nè, đó, khách tới luôn. À, em gái vừa mua xong, chép vừa khui xong các bạn. Đây. Đây. Quá đã. 3,8 kg. 3,8 kg. Tí chuột đang khui bên hông cho khách luôn các bạn. Không. Tới đây của tí chuột. 3,15 kg. Wow này các bạn. Đó, địa chỉ vườn sầu riêng Phương Trang là 170 Dường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đây là toàn cảnh sầu riêng luôn. Đó, bên trong kia là thải mon thon hạt siêu lép luôn nha các bạn. Đó, còn bên này là ghi sáo. Trên kia là hàng VIP. Đó, khách tới luôn các bạn. Đây, loại trong gỗ đỏ này là 50k nè các bạn. Gỗ xanh bên kia là 70. Đó, anh trai lấy 2 trái. Ôi, khách luôn ship ơi. Đó, loại này 50 các bạn. Gòn gòn mày muối à. Quá trời muối luôn. Trái tròn như trái bánh mũ. Đó, anh dài gỡ xanh dưới chân á. Dạ. Sầu riêng bi, sầu riêng mini. À, hai trái đầy nguyên một hộp. Đó, bên này nữa nè. Đợi xíu nha chị. Xếp khui bên kia luôn, em tí khui bên này. Đó, 50k, mãi vô, mãi vô. Dính chục ơi, dính chục anh ơi. Trái sầu riêng 90 nghe các bạn. Lấy là 70 nghe khui liền, nó ngon vậy. Đó, lô hàng này đang sổ nè, nó chín trong sổ nè. Em chín trong nghe. Trái nhỏ, muối nhỏ các bạn. Hey.
chị gái lấy tiếp loại 50k. Ôi, thôi nó nứt luôn rồi. Đằng này em mua sẵn về xé ra ăn giùm em đó chị ơi. Hả? Rồi về chị xé ra ăn thôi. Nay sổ hàng 50k luôn các bạn. Rồi khách tới luôn. Rồi vô trong lựa luôn đi em. Đó, hai người đó bán áo xanh với áo đen. Rồi khách luôn nè các bạn. 40, 50, 70, 90, 100 có đủ hết nha các bạn. Đây loại này 70 nè các bạn. Cái này ngon nè, giòn tròn vo luôn. Loại bên trong kia là 50 nha các bạn. Bao biết bao ngon, bao tròn, bao bỏ mẫu. Cành bán đánh liền đó. Đánh liền là lục. Bao cho cơm ngon, bao nhiều muối. Cái này hàng chín cây này, cái nào nước nít nhẹ, chị lục lên là chị thua ra thôi, chứ nó ngon. Có bao nhỏ không? Bao hết, mua luôn chứ. 70 bao giá, hàng này em bán không có lên chị, mua không có lầm đâu. Chị mua lầm này đâu anh? Ừ. Này tôi bao cho từng muối mà. Cô hộp hay để trái đây. Rồi, lên hộp luôn. Để đây nhiều. Cái đầu nứt mới ngon, cứ nghe đi, cái đầu nứt mới ngon. Rồi, chữ quê này phải lấy nứt. Lấy nứt mới ngon. Cái trái nó hai ký nhiều muối. Muối luôn hay để trái? Đây, tiếp tục. Sổ hàng 50, 70 đầy đủ luôn bà con quý vị ơi, mãi vô. Sầu riêng đắt như tôm tư luôn. Đây chị Lai bên đây lấy thêm một trái nữa các bạn. Lấy đại hai ba trái đi cô, nhỏ xíu à, có 100 mấy ăn cho đã. Mới mốt nó hết mùa nó lên giá. Có gì hai trái đúng không? Hai chị gái hai trái. Bên kia một trái. Rồi cô cho chị hai trái lên dưới đi, cho nó để lại đi. Và 2 ký rồi. 2 ký luôn. Đó là 70k nè các bạn. Đi 6 mà. Đây, em trai lấy thêm một trái nữa các bạn. Cô thì lựa bên kia. Bốn mươi để đâu chị lấy loại 50 hoặc 70 đi. 40. Bốn mươi nó mới ngon bằng cái loại 50 với 70. Đây nè các bạn. À, em trai lấy hai trái luôn các bạn. Hai lạng theo một lạng này dễ lắm, hai lạng luôn. Hai lạng là không có gì tiền. Cái này không lo không lấy tiền. Sao cho luôn lấy tiền. Thôi. Rồi vô lựa luôn chị ơi. Sổ hàng 50, 70, 90, 100. Ý nói là mua hết nhiêu tiền sầu riêng đó đi đó.
50, 70, 90, 100. 90, 100 là hàng VIP ở trên. Còn ở dưới là 50, 70 đang sổ luôn em. Bao ăn mà, khui ra mà. À, khách luôn nè các bạn. Cái này hả, cái này là 90. Đó, cô lấy hàng vừa hàng VIP ở trên nè các bạn. Đó, mình ra cho các bạn xem nha. Đó, toàn cảnh giữa Sầu Riêng Phương Trang bữa nay chơi sổ hàng 50, 70, 90, 100 đầy đủ luôn nha các bạn. Thể loại nào cũng chơi được luôn. Rồi lên lên hộp cho chị kìa. Đây khách khách nè. Nè em gái, hàng hàng viết nè, trên kệ nè. Hả? Ủa? Hồi nãy giờ máy bị đứng luôn. À, lên lại rồi. Rồi giá 90 nè. Này các bạn nhìn xem nè. Hàng ở trên kệ là VIP nha các bạn. Vừa nhiều muối mà vỏ mỏng. Ồ, trái này 6 học luôn nè chị, quá đã. Tí dục tỉnh ngủ luôn các bạn. Hồi nãy là ship tàn phá thì môn trận là quá chờ luôn, xong phải kêu tí chuột vậy. Tí chuột còn xe ke. Ba rưỡi. Rồi xong tới địa chỉ vừa Sầu Riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. À, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn.